Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của tôi. Tôi là Mơ Kỳ Minh. Thì hôm nay tôi sẽ chơi một con game có tên là It's Just a Prank. Nó có nghĩa là đó chỉ là một câu đùa thôi. Eo, anh nhìn mặt thằng này kinh nhá anh em ơi. Mày nhìn nó cười kìa. Đúng là nụ cười của trẻ thơ anh em ạ. Nụ cười, ủa, con này cũng kinh luôn. Wow, trông kinh thật chứ. Thôi vào game đi, tôi nhìn ba bọn này nó xoay từ nãy giờ thì trông trầm cảm lắm. Thôi vô game nhá. Let's go. Thề chứ những con game mà anh em gửi tôi ấy chả bao giờ được gọi là bình thường cả, nên là tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi anh em ạ. Nhá, thế thì vô thôi. Rồi, ai à, lại thêm một con game đồ họa pixel nữa này. Dạo gần đây là tôi chơi mấy con game thể loại đồ họa như này hơi nhiều anh em ạ. Không sao, chúng ta chơi thôi. Chúng ta đang ở đâu đây? Chúng ta đang ở trong một căn phòng. Ồ, đây là tủ quần áo này anh em. Ở đây là ai không biết luôn. À, ánh nắng san hoa. Ôi, gì đấy? Mẹ, chào buổi sáng. Ăn đi con. Ôi vãi. Lần đầu tiên tôi thấy được gọi là một cái gia đình. Lần đầu tiên tôi thấy một bà mẹ mà kiểu nói chuyện như này ấy. Chắc đây không phải là con ghẻ rồi anh em ạ. Ừ, con ghẻ rồi. Rồi, tôi có một cái tôi có một cuộc gọi anh em ạ. Rồi, nghe đi. Tôi ra ngoài sớm thôi, bạn thay quần áo đi. Ơ, ai nhỉ? Rồi, nói chung là bây giờ tôi phải thay quần áo. Ok, chắc đây là bạn học của mình anh em ạ. Chắc đây là bạn học. Rồi, thay quần áo thôi. Rồi, lấy cái túi đồ. Đây, cặp đây. Đi ngoài thôi. Phát cả trưởng mẹ gia đình này hình như là. Oh, hello. Hóa ra đây là bạn mình anh em ạ. Đây là bạn mình. Здравствуй, Филипп. Мне What's вчера up, только файни вечей принесли. Ты само офигеешь. Rồi, В chúng школе tôi đang покажу, как придем. rồi. Chúng tôi Потом đang đi tới снимаем trường видео anh em ạ. безно пранковать я гату. Odigrajemo за Kiếp вчера. nhìn dáng này trông bẩn với liền ấy. Ебен, не могу Tôi терпеть и nóng до lòng tới школы. giờ học quá. Представь, мне даровали Đoán xem tôi có магнитофон. một cái bom bom bốc. Лифика! What the hell, bom bốc? Ôi. Funny. Bắt đi thằng này nó. Nó mang. Cái này là radio đúng không? Nghe ồn với Linh. Ôi dồi ôi. Thế cái Вчера у нас thời были гости. tối qua chúng ta có khách đến Они chơi. приносили наши умные Bọn họ đã клубничные mang đến кексы. những cái chiếc bánh nướng dâu tây yêu thích. Ôi, тебе se удалось стащить мне хоть бы Wow, один? bạn giữ cho mình một cái đúng không? Разумеется, Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Dokol ты там возите, я Nhưng mà cuối cùng thì съедаю. tớ cũng đã ăn mất trong khi bạn đang bận bịu ở Ах, nhà. какашка. Để Ты nó не đéo cho будешь tôi обедать ăn с này em девушкой одной ơi. с нами. Ừ, hứa một ngày nào đó là tôi sẽ Я cho bạn словно cả об hộp этом luôn. когда-то. Ít tôi là như vậy. Ну-ну. Chỉnh ngay cái bích nhỏ xuống anh em ạ. Nghe như con đùi. Thế ở tại sao thằng kia nó mang cái nó lại mang một cái quả nhạc như cứt. Rồi tắt nhạc rồi anh vợ. Trời ơi. Nó cầm cái quả hộp nhạc vậy nghe nhức đầu với Linh. Rồi tới trường chưa? Rồi vô trường. Зря каковая хрен. Để tôi kiểm tra nào. Уходи. Holy Положь crap. тут весь на стул, пока он не Nhanh lên, пришел. hãy đặt cái này lên trên ghế Gustav trước khi cậu ấy xuất hiện. Đặt một cái gì đó lên trên cái ghế của Gustav đấy mà. Ok. Nào. Đâu là chỗ ngồi của Gustav? Rồi, đây là trò đùa rồi anh em ạ. Tôi nghĩ đây là trò đùa rồi. Tôi biết cái trò này. Kiểu cho bạn ngồi lên xong rồi nó có tiếng xì hơi á. Eo. Justus Eww. perdón. Gustad đánh rắn. Vãi biu.
Krasovče Filip. Hay lắm Filip. Agatha là người tiếp theo. Rồi vậy game giả lập siêu bạn đây nhưng mà game giả lập siêu bạn. Agatha. Có mặt. Agatha mне вчера поведали о том, что ты если делала. Của em ngày hôm qua. Nhưng mà nó chỉ là... Ничего и слышать ты не хочу. Cô không muốn nghe bất cứ lời bảo chữa nào từ em cả. Cô sẽ gọi cho bố em. Bố em sẽ giải quyết em. Cô không có thời gian cho việc này. Nhưng mà... Молча ты. Không nói nhiều. Продолжить. Tiếp tục nào. Габриэла Дробный. Овде. Жирослав Иванов. Овде. Гюстас Клейн. Овде. Филипп Мейн. Đây là đang ấy nhưng mà... Овде. Đây đang điểm danh. Овде. Ольга Шевченко. Овде. Ну, все ту. То есть добро. Ok, hôm nay đúng ngủ. Сегодня мы наставим исследовать множение. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về phép nhân. Rồi, chưa học đã hết giờ nhỉ? Спой, что я ясен принесл сегодня. Để xem nào. Уходи. А может пробовать? Wow, cho tớ thử được không? Не, а то из-за пренку. Nè, đó chỉ là một trò đùa thôi. Тренни газеру и предложи Агате. Đưa cái này cho Anatha đi, nó rất vui đó. Đưa chai soda cho Anatha. Mời Agatha một chai soda anh em ạ. Ừ, thế chứ... Trẻ con mà anh em. Trẻ con hay được gọi là năng động, nên là hay được gọi là đi trêu bạn. Ô cái gì đấy? Vay thay. Tôi biết ông này nhá, nhưng mà tôi không nói đâu. Anh em tự tìm hiểu. Rồi sao? Đâu? Ai là Agatha? Đây đúng không? Хочешь газировки? Này, cho chai soda này. Không. Ну, пробуй. Come on, thử đi. Филипп. Bạn đã nói với giáo viên về những chuyện xảy ra. Không. Vậy thì là do Johan đúng chứ? Bây giờ bố tôi sắp phát điên vì tôi rồi. Филипп, đây là một thảm họa đấy. Làm ơn, cậu có thể giúp tớ thoát khỏi vụ này được không? Bằng cách nào? Nếu bố tớ có gọi cho cậu, thì cậu hãy nói là do Johan bị đặt được không? Được. Cảm ơn cậu Филипп. Lớn lên tớ sẽ cưới cậu làm chồng. Ok luôn, yes sir, yes sir. Bị trêu rồi em ạ. Rồi, bạn đã bị trêu. Tuyệt vời. Tớ sẽ quay lại ngay, đợi tớ nhé, ok. Почекати мі. Я так застарився. Tôi sẽ làm ông nội trước khi cậu ấy quay trở lại. What the fuck? Là sao? Hôm nay tôi không thể đi cùng với các bạn được. Tớ nên về nhà sớm. Đừng quên là nói với bố tớ là Johan đã nói dối nhé. Nếu không thì tớ sẽ gặp rắc rối lớn đó. Ok, đừng lo lắng. Cảm ơn chồng tương lai. Bye bye. Bye bye em nhé. Bye bye nhé. Hey. Ê. Не минуло и полгода. Tăng gá đấy à? Брехня. Đều đều. I visit đều. I visit đều. Em bên lên mà. Đúng rồi, Agatha. Ну, không, cô ấy đi về nhà trước rồi. Ok, giờ chúng ta về thôi. Rồi. Bạn nói chuyện đó với giáo viên à? Tại sao tôi phải làm vậy? Cô ấy nghĩ bố cô ấy sẽ không tha cho cô ấy đâu. Vậy thì sao? Cô ta cũng bị trừng phạt mà. Bố cô ấy rất khắt khe với cô ấy. Đừng để tâm đến nó. Cô ấy muốn tôi nói là bạn làm ra tất cả mọi chuyện. Thì chắc là ai? Bố cô ấy. Có chuyện gì vậy? Đừng nhắc đến tên tớ. Tại sao? Tại vì tớ đã từng có vấn đề với anh ấy trước đây. Nhưng còn Agatha thì sao? Cô ấy sẽ ổn thôi. Ông ấy là bố cô ấy mà. Phụ huynh sẽ không bao giờ khắt khe với con cái của họ đâu. Có lẽ anh ấy sẽ chỉ mắng cô ấy thôi. Đừng bận tâm. Cô ấy là một cô gái mạnh mẽ. Tôi không biết nữa. Tôi nói thật chứ, với cái tầm tuổi cấp 1 như này ấy, tôi mà làm sai cái gì ấy, bố tôi đánh tôi nát đít. Làm gì có cái vụ ấy, phụ huynh không khắt khe với con cái. Philip, кто тебе есть дороги, я или Агата? Này Philip, ai quan trọng hơn, tôi hay là Agatha? Tất nhiên là Bố bé. Что? Bố bé. Bố bé. Curva. Bố bé. Bố bé. Bố bé. Я perdone. Cái gì? Búp bê? Là con gì? Nó chạy mất rồi anh em ạ.
Cha tôi từng làm cho tôi một con hải linh ở bông, nhưng mà người mẹ ngu ngốc của tôi đã bỏ nó lại sau khi chúng tôi chuyển đi. Mà tôi không sao, tôi sẽ làm cho mình một cái mới. Tớ đã thực hành trên vài con chuột rồi. Lũ chuột có mùi kinh khủng. Bạn cũng có mùi kinh khủng. Bạn đã ghen tị với nước hoa tự nhiên của tôi. Rồi tôi đã hiểu bọn nó nói cái gì luôn anh em ạ. Ok, hôm nay chỉ tới đây thôi. Hẹn gặp lại cậu sau. Ok, hẹn gặp lại. Thôi, đi vào nhà, khổ quá. Hôm nay có nhiều drama quá anh em ạ. Chúng ta vào nhà thôi. Rồi, bây giờ tôi phải làm cái gì? Ủa, cái gì đấy? Chắc con đói lắm rồi nhỉ? Vai Kalin, tôi đã hiểu bà mẹ bị làm sao luôn. Ừ, cứ coi như là tôi không phải là con của bà ấy đi. Nhưng mà cần thiết phải nói to vậy không? Con nhỏ đó đã thực sự tung tin đồn à? Xin lỗi, tôi không biết anh đang nói gì cả. Tên khốn đó tên là gì? Johan. Lần trước nó đã không học được bài học gì sao? Tao sẽ đập vỡ đầu thằng nhỏ đó. Ô mẹ, hình như bố Anatha đã biết kiểu mình nói dối rồi ấy. Sao? Sao mày không nói gì? Mày cũng muốn bị ăn đòn à? Agatha đã bịa ra mọi chuyện, tôi thề. Còn khốn, tới đây. Rồi xong. Thôi xong, đít Agatha nở hoa rồi. Để tôi đang phải nghe những cái tiếng gì đây? Ám ảnh quá. Vợ tương lai của tôi bị bố đánh rồi anh em ạ. Rồi xong, cúp điện luôn. Tuyệt vời. Thề mẹ, cái pha đấy tôi cũng hơi áy náy anh em ạ. Cái pha đấy nếu mà tôi mà vẫn nói là thằng Johan nó làm thì sao? Thì có cứu được Anatha không? Hay là mọi chuyện nó sẽ tồi tệ hơn? Thằng Johan nó bảo tôi là ra ngoài nhanh lên. Nó cần phải nói chuyện trực tiếp với mình. Có chuyện gì đó rất quan trọng anh em ạ. Mọi chuyện thật điên rồ. Chuyện gì thế? Một tảng đá lớn đã đập vỡ cửa sổ của tớ vào đêm qua. Và một ai đó bên ngoài hét toáng cả lên. Và mẹ tớ đã đi giải quyết việc đó. Bạn sẽ không bao giờ đoán được đó là ai đâu. Đó là ai? Đó là bố Agatha. Philip, cậu đã chỉ điểm tớ cho anh ta đúng không? Tốt nhất là cậu hãy nói cho tớ biết đi. Không sớm thì muộn thì tớ cũng sẽ tìm ra người đó thôi. Tất cả là do Agatha. Hôm qua tớ đã nói cho bạn rồi. Bố Agatha đã gọi cho tớ. Và tớ đã nói rằng Agatha đã bịa ra toàn bộ sự việc. Được rồi, tớ tin cậu. Có vẻ như là gã say đó đang đi trả thù. May mắn là cái tảng đá đó không rơi vào chúng tớ. Dẫu sao thì tớ cũng không dễ bị dọa như vậy đâu. Đúng vậy. Tôi nghĩ là thằng Johan này nó đã bốc phét đấy anh em ạ. Trẻ con mà gặp những cái trường hợp như này mà không sợ thì thằng này chắc quỷ sao. Oho, a kak? Ona je upala v jednoj iz pasti. Ja je smuspel do konca iz jeju igrati, dopoka ja jej ne moh kanuti. Thằng Johan này nó đang nói về cái việc là hôm qua nó bắt một con chuột anh em ạ. Ta ne, ona vonia je dost slotko. Vai cật đái. Mình hỏi là con chuột đấy nó có mùi thối không? Thì thằng Johan nó lại bảo là con chuột nó không có mùi thối. Mà nó có mùi của sự ngọt ngào. What the hell, thằng này bệnh hoạn rồi. Sát nhân đội lốt trẻ con thôi.
Žiroslav ostavil svoj sok na partu. Imajš soboju kakogo? Pomidorne? Fú, mrzkost. On je porabateč, to li byl? Vjerojetno. Poslušaj, a to je odličný variant. Zamienimo tvoj sok na jego? Tuto prieskok bude. Giustaš govoril, že on neľúbi pomidoranú sok. On samo obpľuje sa. A ty popíti v koncu vkusný sok. Zvúči ako plán. Hey, cái thằng Johan này nó nắm chó lắm anh em ạ. Bây giờ nó bảo tôi là bây giờ đổi cái nước uống của tôi với thằng Gustan gì đó. Thằng Gustan không uống được cái nước cà chua thì tôi đổ cho nó, để cho nó uống mà nó kiểu để trêu ấy. Mà tôi cũng đéo hiểu tại sao mà thằng này nó giục tôi, thằng Johan này nó giục thằng nhân vật chính mà thằng nhân vật chính cũng nghe theo luôn. Bãi lìn mình như kiểu tay sai của nó ấy. Thế chứ thằng nhân vật chính ngu quá anh em ạ. Agatha Varga. Agatha. Em này vẫn không sao này. Rồi tôi cứ tưởng chuyện gì to tát lắm. Hóa ra là đây đây. Vẫn đi học được bình thường ở đây. Jiroslav. Jiroslav. À, hóa ra là cái thằng Jiroslav là cái thằng bị trêu anh em ạ. Rồi xong nôn hết ra luôn. Ôi ôi ôi. Jiroslav Mili. Jiroslav, em ổn chứ? Možno ty pojti doma i odležati? Cô nghĩ là em nên về nhà nghỉ ngơi. Dạ không cô ơi, chỉ là do nước ép thôi. Bedňáška. À thế à? Dạ. Để cô giúp em dọn dẹp nhé. Čo, dajmo nastavimo prezvieč. Gustav Klein. Ovde. Filip Melnik. Ovde. Johan Novak. Ovde. Olga Ševčenka. Ovde. Vse tu. Dobro. Vy počekaj. A ja napisu na doske, že my budemo prohodiť se godňa. Này Philip, cá là bạn không thể ném cô Fanny bóng ba quả bóng giấy. Nếu mà cô ấy đứng yên thì cửa sẽ làm được. Làm đấy. Đê, mẹ phải đáp thật à. Tôi nói thật luôn ấy. Thằng nhân vật chính ấy nó bị ngáo hay sao ấy anh em ạ. Thằng Johan nó bảo tôi làm gì à, tôi làm cái đấy. Nếu có hiểu. Thế là phải đáp thật à. Děti, ne rozpustcati, prosím. Že vy zajebali. Rồi xong cô phát điên luôn. Raz jsem trpěla vaši tupě sraně zárte, potom už to verila, čto u vás se čtvoty kapě grobanoj debroty. Každý dzene menej čekati tolko srana i bolč i razočarovanie. Já naděju, čto hoď by bylo, naděju uspěšeně, srov vás malenký svolečeju. No vy taky jej bězčne mrazy, kaký vés ty to jubany mír. Se nogi me zis bolšie nebudute ka čertiem sobačem. Rồi, cuối cùng là cô không chịu nữa, cô xin nghỉ việc anh em ạ. Krasova Filip. Filip thật tuyệt vời. Em biết tuyệt vời đâu luôn. Priateli. Hey bro. Nie je potrebno, aby ty odvlek Agatu, dok ja pripravím tak. Lại để tôi làm một số trò trôn này. Thằng này lại trêu bạn. Và tôi vẫn giúp nó chưa bạn. What the hell. Tôi chịu đến cái thằng nhân vật chính này đấy. Agatha, pozdrav. Này Agatha, có chuyện gì vậy? Bạn có xem phim hoạt hình tối hôm qua không? TV chỉ dành cho bố tớ thôi. Tớ cũng vậy. Phim hoạt hình dù sao cũng có phần dành cho trẻ con. Agatha, what the fuck? Thế bọn này không phải trẻ con à? Bố của cậu, ông ấy thật sự đáng sợ. Ừ, tớ biết. Dobro, urok skoro bude počinati. Tiết học sắp bắt đầu rồi, chúng ta nên quay về chỗ ngồi thôi. Ôi dồi ôi, nó lấy con chuột chết để lên bàn của Agatha. Trời ơi. Điều đó thật buồn cười phải không? Này. Không, nó không buồn cười chút nào cả. Kto od vás Hroňovoj privedl pani Višňevsku do... Ai đã khiến cô Pani... Bože, to kaký úžas! Không dạy Agatha, odvrati to i svoje partie. Agatha, bỏ thứ đó ra khỏi bàn của em đi. Agatha, ty je si glúha. Agatha,
Em bị điếc à? Já ima um nápad. Em nghĩ em đang cái gì lên cơn hen suyễn. What the hell? No čo ty budeš delať s tými detami? Mấy đứa trẻ này thật đáng ghét. Filip, vy lično živete okolo? Filip, em sống ở gần nhà Agatha đúng chứ? Hãy đưa em nó về nhà đi. Hãy để cho bố của Agatha xử lý. Vâng, thưa cô. A sad priznajte, kto privedl pani Višnevsku do Solza? Rồi, ai đã khiến cô Panny suy sụp? Hai cả trường mẹ câu chuyện nó đi quá xa rồi nha mợ. Nếu không phải là trò đùa nữa. Ja a Količ to nevěděl, že on tobě podsunut mrtvou ščurku. Tớ không hề biết là cậu ta sẽ làm như vậy. Ty v pariatku? Cậu ổn chứ? Aha. Yeah, tớ ổn. Còn cơn hen suyễn của cậu thì sao? Con chuột đó thật là kinh tởm. Nhưng mà tớ đã từng đối mặt với một thứ còn tồi tệ hơn. Ý là bố của Alatha. Tớ không muốn ở đó khi mọi người đang chỉ trích cô Pani. Idemo igrati se. Cậu có muốn đi chơi không? A kako bi privesti tebe do doma. Nhưng cô Pani bảo tớ là đưa cậu về nhà. Tớ thực sự không muốn về nhà. Idemo igrati. Thôi nào, chúng ta đi chơi thôi. Dù sao thì cậu cũng nợ mình trò chơi khăm con chuột và nhiều thứ khác nữa. No chto ti povieš? Thế ý cậu sao? Ja. Tớ. Dobre, kurva. Fuck, cái đéo gì đây? Johan, kurva. Johan, cái mèo gì vậy? Tại sao bạn lại ở đây? Bị đuổi khỏi lớp. Đuổi là đúng, thằng này nên đuổi. Tớ thấy Agatha có vẻ ổn. Tớ định xin lỗi về chuyện con chuột, nhưng mà giờ không bao giờ là quá muộn để xin lỗi cả. Agatha, đó chỉ là một trò đùa thôi. Tớ không có ý làm tổn thương bạn đâu. Ngoài ra thì bố cậu đã đập vỡ cái cửa sổ nhà tôi. Hãy coi như trò chơi khăm con chuột là một sự đáp trả. Hãy rời khỏi đây trước khi tớ bị bắt. Tớ biết một nơi hoàn hảo để đi chơi. Vai cả đái, thằng này mẹ thù dai thế. Rồi, để xem thằng này nó dắt tôi đi đâu. Vai cả trưởng, dắt ba đứa vào trong rừng chơi ấy hả? Thấy có điểm rồi nhá. Johan, bố tôi đánh tôi là do cậu. Điều đó có nghĩa là bố cậu quan tâm tới cậu. Tớ đang cố gắng tiết kiệm tiền để rời khỏi người mẹ ngu ngốc và đến sống với người bố ở thị trấn. Còn chúng tớ thì sao? Các bạn có muốn đi cùng tôi không? Tớ rất muốn nhìn thấy thành phố. Cậu có thật sự cho chúng tớ đi cùng không? Chắc chắn rồi, tớ có ý này. Chơi trò trốn tìm không? Rồi, tôi là đứa đi tìm anh em ạ. Bọn nó khôn quá. Không ai muốn là người đi tìm cả. Rồi xong. Tôi phải đi tìm chúng nó ở một cái nơi rộng như thế này ấy hả? Rồi, đâu biết là phải tìm như nào anh em ạ. Không sao, phải cố thôi. Ok, đứa đầu tiên. Đứa bé gái. Kiếm đứa tiếp theo. Rồi, thằng tiếp theo, Johan. Xong rồi. Chúng này vozim. Chúng này esmia. Trời ơi, bọn này nó chơi trốn tìm mà, không ai chịu làm người tìm anh em ạ. A Johan bude nastupný. Nó ngồi, chúng nó cãi nhau. A nebudu. Lần tới sẽ là thằng Johan sẽ là thằng đi tìm. Vậy lần này sẽ là con bé kia, đúng không? Thôi, lần này tôi chạy thôi. Tôi trốn thôi. Ủa cái gì đây? Đợi đã, có cái gì đó không ổn. Tốt hơn hết là ta phải đi kiểm tra. À, vụ gì đây? Ôi dồi ôi, sao con bé bị sao thế này? Chuyện quái gì xảy ra thế Johan? Cậu thực sự buộc dây thải của con bé vào với nhau à? Đó chỉ là một trò đùa thôi bro. Cô ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi. Cô ấy không còn thở nữa thôi. Johan, điều này không vui tí nào đâu. Trò đùa chết tiệt của bạn đã đi quá xa rồi.
Chết tiệt, tớ sao rồi? Johan, nam jest potřeba Johan, pomoct chúng ta cần sự trợ giúp của người lớn ngay bây giờ. Ty postup za niego. A ja biegaju k pani klubnike. Rồi, để tớ đi gọi cô Pani. Thằng Johan làm ra chuyện thầy trời rồi. Thằng Johan giết người rồi anh em ơi. Thì gì đấy, sao lại có nhạc nổi lên vậy? Không chơi đâu nhá. Bắt đầu tới đoạn kinh dị rồi anh em ạ. Thôi đi gặp cô Pani trước đã. Cô ơi, Johan, thằng ấy nó giết người cô ơi. Cô Pani ơi, nhanh lên. Agatha bị ngã, nó đập vào cục đá rồi cô ơi. Philip, mày là loại cặn bã gì mà làm điều này với tao? Nó là một tai nạn, cô ấy bị thương, chúng em cần giúp đỡ. Ako mene zajebali tao vaše đã phát ngán với cái trò đùa của mày rồi. Von, mày đã đẩy tao tới bờ vực. Bây giờ tao đã bị mắc kẹt với tất cả các lớp là vì mày. Cô Pani ơi, làm ơn. Tao không quan tâm. Mày đã nhận ra mày đã làm gì không? Con cầu xin cô, con xin lỗi, hãy giúp chúng con đi. Lại thêm một trò đùa khác à? Tao còn thậm chí không muốn hiểu về nó. Hãy ở lại trong lớp và nghĩ về những việc mà mày đã làm đi, thằng khốn. Bảo vệ sẽ cho mày ra vào cuối buổi. Làm ơn, đừng mà cô Pani đừng. Đùa rồi. Rồi xong, bị nhốt luôn. Rồi tầm này Agatha tầm này chắc cũng ngỏm luôn rồi anh em ạ. Trời ơi, mẹ tầm này có mỗi một mình tôi ở trong trường ạ. Sợ vãi lìn. Thôi tìm cách đi về đi, còn gì nữa, ở đây làm gì nữa đâu. Hả? Sao lại có tiếng ho của ai đó? Bây giờ tôi vẫn phải ra check Johan với lại Agatha nha mọi người. Vai cả Bill. Tôi thật luôn, như cái tầm này tôi chỉ có thể chạy thẳng về nhà và đi ngủ thôi. Đéo ai dám ra được gọi là check thêm Johan với Agatha còn ở đấy không. Ồ, xác rồi. Tôi thực sự hy vọng là họ ổn. Tôi phải gọi ngay cho Johan ngay sau khi về nhà. Lại quay về nhà. Thế game bắt đầu có điểm rồi anh em ạ. Đéo ổn rồi. Ở đâu là đường về nhà? Đéo đây. Ôi. Thôi ơi. Đéo chơi đâu? Đường về đâu ấy à? Hả? Đâu đường về? Về thôi. Tôi sợ ma lắm. Cái đéo ở đây. Đéo chơi đâu nha. Trời ơi, chó sủa các kiểu. Ôi dồi ôi. Cái đéo ở đây. Đi về đi, đi về đi, về đi, về đi, về đi, về 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 về. Treba probovat i zvati Johanu. Gọi điện cho Johan. Gọi thì gọi. Tại sao bạn ấy chưa về nhà? Lại cái gì đấy? Các con chắc đói lắm rồi. Mẹ mang cho con ít đồ ăn đây. Hả? À, ý mẹ là sao? Johan không có ở chung phòng với con sao? Johan nói là sẽ đợi con ở trong phòng. Ôi dồi ôi, đây là góc nhìn của thằng Johan anh em ạ. Nó trốn đâu ý? Hôm qua thằng Johan nó trốn ở góc nào sao nó nhìn tôi anh em ạ. Mà tôi không biết là nó nấp ở cái phòng, ở góc nào trong phòng tôi luôn. Rồi, vẫn như mọi ngày thôi. Mẹ tôi vẫn cho tôi ăn bằng cách
cho một cái bát mì tôm vào trong. Rồi, có tiếng chuông điện thoại. Johan. Johan, là bạn à? Johan, Johan, nghiêm túc đấy, nếu đây là trò đùa thì thôi đi. Prietel, nè to prientno, priestav. Nó không vui chút nào đâu. Là sao? Cái gì đây? Что тут делает инхалятор Агати? Tại sao ống thở của Agatha lại ở đây? Чудно. Điều này thực sự kỳ lạ. Con yêu, nhanh lên, nếu không thì sẽ bị chết mất đấy. Và Johan sẽ đi tới trường cùng con. Ồ kìa, thằng Johan đang biến mất mà sao lại tới trường cùng con là như nào? Không sao, chúng ta sẽ ra ngoài cửa xem là có gặp nó ở ngoài không nhá. Rồi, không gặp luôn mà. Thật kỳ lạ, Johan chưa bao giờ đến muộn cả. Mình sẽ chờ cậu ấy thêm vài phút nữa. Johan đâu rồi? Можно он без меня пошёл в школу? Chắc hẳn là cậu ta đã đi trước rồi. Курва, я опоздался. Muộn rồi, phải chạy tới trường thôi. Vãi cả đái, thằng Johan nó không tới anh em ạ. Bây giờ tôi phải chạy tới trường nhanh. Không thì bây giờ là đúng kiểu là muộn học. Trời ơi, không biết thằng kia với lại cái em kia đâu sao rồi. Auto i nasz pajac je goven. Išel i vojdi normalno. Rồi xong, vào lớp muộn rồi em ạ. Pani klubnika, izvinite za upoznjenje. Con xin lỗi, con thấy muộn. Có thể cho con vào trong không? Što s tobom djelać? Vào trong đi. Provodi. Cái gì đây? Philip, ti oherel? Cái to vậy? Malati jest im raz. Philip, em đang trêu đùa tôi à? Có cái gì đó trên ghế của em? Đau quá. No i krabi. Chết tiệt. Блять, и весь пол засрал. Ở khắp mọi nơi. Mày sẽ phải dọn dẹp nó sau giờ học. Còn bây giờ thì hãy đến bệnh viện ngay. Chúng tôi sẽ vá cho bạn. What the hell vá cho bạn? Rồi, thằng nào chơi khăm tôi rồi. Ako jesi myslel, že gvozd đừng nghĩ rằng một chiếc đinh đâm vào mông thì sẽ thoát khỏi rắc rối nhé. What the hell? Ты иначе устаешь после уроков. Mày sẽ phải ở lại sau giờ học để dọn dẹp mớ hỗn độn này. Разумеете? Vâng, vâng, vâng. Конечно, можем у нас такие перекличке. Để xem ai hôm nay vắng mặt nhé. Agatha. Nè. Ну и добро. Có lẽ là Gabriela Agatha Trump. Đã học được bài học của mình. Ôi dồi ôi, không phải đâu cô ơi. Agatha bị thằng Johan nó giết xong nó giấu xác rồi. Filipe, тут все есть ясно. Johan Novak. Rồi xong, Johan cũng có mặt luôn. Thế là hiểu chuyện gì rồi đó. За что мне все то ебанье? Tại sao điều tồi tệ luôn xảy ra với tôi? Mày làm điều ác thì lại chả bị quả báo. Hả? Tiếng gì đây? Tiếng đéo đây? Rồi tiếng ho của ai đấy? Đéo chơi đâu nhá. Ủa cái gì đấy? Ai đấy? Thằng đéo thở kìa. Hả? Ôi, là sao? À, là tôi à? Oh, what the fuck, là sao? What the hell? À, tôi đang bị ai theo đuổi hả? Tôi đang bị ai theo dõi hả? Aileen! Đéo chơi đâu. Hình như tôi đang vào vai cái thằng theo dõi sao ấy. Ờ à. Ủa là sao? À, nhà tôi đây. Vào nhà đi, vào nhà, vào nhà, vào nhà. Ui. Thợ ấy. Đó có phải là một lá thư? Lá thư của ai đây? Lá thư của mẹ.
Mẹ đi qua đêm, con yêu đừng đợi nhé. Rồi xong, vậy là hiện tại nhà mình có mỗi một mình ở nhà thôi. Cái gì đây? Takova. Ai bên ngoài đây? Kto tam? Là tôi đây, Johan. Что ебано ты тут делаешь? Bạn làm cái quái gì ở đây thế? Có thể là tôi đã khóa cửa rồi mà. Нас допустила твоя мама. Mẹ cậu đã cho chúng tôi vào trước rồi. Nói rằng là chúng tôi có thể đợi. Bro, bạn có ổn không? Chúng tôi lo lắng cho bạn đấy. Nghe này, chúng tớ thực sự cần xin lỗi vì chuyện xảy ra hôm nay. Chúng tớ đã tức giận vì chuyện hôm qua. Cậu nói cái quái gì vậy? Nó nói cái gì tôi không hiểu anh em ạ. Cậu đã bỏ rơi chúng tớ. Bỏ rơi ư? Nó đã chạy tới chỗ cô Fanny. Và nhờ cô ấy giúp, nhưng mà thay vào đó thì cô ấy trừng phạt tớ. Trừng phạt tớ vì cái trò đùa của bạn ấy. Thôi nào, chúng ta vui vẻ mà. Vui vẻ? Giống như buộc dây dày cho Agatha hả? Và để lại một con chuột chết lên trên bàn của cô ấy. Đó là tất cả trong niềm tốt vui. What the hell, niềm tốt vui? Nhưng mà cái trò đùa của bạn đã làm cho tôi sợ hãi. Và nó không vui một chút nào cả. Tôi không muốn có một người bạn như bạn một lần nào nữa. Bạn thật là độc ác. Và những cái trò đùa của bạn luôn khiến tôi gặp rắc rối. Agatha, cô ấy ở đâu? Cô ấy ngay ở đây này, Philip. Tôi cần đi tiểu. Chúng tớ có thể vào không? Chúng tớ đã mang đến những cái chiếc bánh yêu thích của bạn. Bánh dâu tây ấy. Nguyên một hộp luôn. Để bù đắp cho tất cả. Agatha đâu? Bạn không nghe thấy cô ấy sao? Cô ấy đang bận đi tè. Cậu sẽ gặp cô ấy sớm thôi. Anh nhìn đi, những chiếc bánh nướng dâu tây mà bạn yêu thích. Mở nó đi. À, mẹ, tôi cảm giác thằng này như kiểu nó đang muốn xử tôi ấy. À, bên trong có gì vậy? Sao tôi không nhìn? Rồi xong. Chỉ là câu đùa thôi. Thế là thằng kia nó giết cả tôi luôn. Vai cả Lin. Anh em gửi tôi con game gì đây? Thế đây là con game đầu tiên có cái cốt truyện làm tôi ám ảnh như vậy luôn á. Tôi rén con game này thật. Tôi không rén bởi vì hình ảnh jumpscare, mà là tôi rén bởi vì cốt truyện của nó anh em ạ. Cái cốt truyện của nó quá là đắt. Ok, dẫu sao thì tôi cũng đã phá đảo xong con game It's Just a Prank rồi anh em ạ. Anh em nào gửi tới con game này đúng kiểu chí đấy. Cảm ơn anh em đã xem cái video này của tôi. Anh em nào muốn tôi chơi con game gì thì cứ bình luận cho tôi biết nhá. Còn bây giờ thì tôi nghỉ đây. Hẹn anh em vào video tiếp theo. Bây giờ thì bye bye.